Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai có những nội dung chính sau đây. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Giải pháp chiến lược để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Lào Cai phát triển gỗ lớn, nâng cao hiệu quả thu nhập. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đã hoàn thành trình phê duyệt phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất cấp huyện, liên huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, cấp 675 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, đạt 472% kế hoạch, cấp đơn lẻ cho hộ gia đình cá nhân là 2.758 giấy, đạt 410%. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ngày càng đi vào nền nếp, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 95%. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải lưu ý, năm 2022, ngành tài nguyên môi trường cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, khoáng sản, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi nhất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên vừa trao thưởng 20 triệu đồng cho lực lượng công an huyện vì thành tích bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Khoảng 19 giờ 30 phút tối 12 tháng 1, khi làm nhiệm vụ tại bản Liên Hà 3, xã Bảo Hà, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện Bảo Yên phát hiện một nam giới đang điều khiển xe ô tô Fortuner màu đen, biển kiểm soát 24A12608 di chuyển theo hướng từ xã Kim Sơn đi Bảo Hà, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra, đối tượng đã sử dụng hai dao nhọn chống trả nhưng đã bị khống chế. Kiểm tra trên xe, phát hiện có hai chiếc hộp bọc túi ni lông, bên trong có chứa dạng bột trắng vón cục, nghi là ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Đỗ Trọng Thuân, sinh năm 1960, trú tại bản Tắp 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, mua số ma túy với trọng lượng là 696,9 gram để về sử dụng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Simacai vừa bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Vàng Sò Binh, thôn Cốc Dế, xã Bản Mế. Ngôi nhà được xây cấp 4, mái lập tôn, nền láng xi măng với diện tích sử dụng 44 m², tổng giá trị gần 90 triệu đồng. Trong đó, quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 30 triệu đồng. Người dân trong thôn giúp san tạo mặt bằng, vận chuyển vật liệu. Gia đình ông Vàng Sò Binh là hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Cốc Dế, nhiều năm nay phải sống trong căn nhà tạm. Với sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và họ hàng người dân trong thôn, gia đình ông đã có căn nhà mới khang trang để đón Tết, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Lào Cai vừa khởi động chương trình giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại thôn Xéo Tả, xã Tả Phời. Từ nguồn đóng góp của cán bộ viên chức và vận động xã hội hóa, đơn vị đã trao tặng 60 kg thóc giống để các hộ dân thí điểm mô hình trồng lúa lai chất lượng cao trong vụ xuân tới, tặng một máy thái cỏ, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật ủ chua cỏ làm thức ăn chăn nuôi. Nhân dịp này, đơn vị cũng đã trao những phần quà Tết ý nghĩa cho các hộ nghèo. Sau chương trình khởi động, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Theo Tiểu ban Truyền thông, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến 8 giờ sáng ngày 14 tháng 1, tỉnh Lào Cai ghi nhận thêm 73 ca mắc COVID-19. Trong đó có 38 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 30 trường hợp là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó, và 5 trường hợp người Lào Cai đi về từ các vùng dịch trong nước. Trong các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, thành phố Lào Cai ghi nhận đến 26 ca.
các ca bệnh phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc chưa xác định nguồn lây. Hiện đang được các địa phương tiếp tục điều tra, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần. Hiện các ca bệnh đã được chuyển đến cơ sở hoặc ra quyết định cách ly điều trị tại nhà, đảm bảo phù hợp với tình hình sức khỏe. Xác định rõ nguy cơ dịch bệnh gia tăng khi mở cửa. Vì vậy, tỉnh Lào Cai đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch hiệu quả trong dịp Tết Nguyên đán này. Theo Sở Y tế, quan trọng là phải chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện 5K, đánh giá cấp độ dịch ở phạm vi nhỏ nhất có thể, tăng cường hoạt động của tổ COVID cộng đồng để giám sát các trường hợp F0, F1 và người về từ vùng dịch. Tỉnh đã bổ sung các trang thiết bị, thuốc, vật tư chống dịch cho 152 trạm y tế xã và 18 phòng khám đa khoa khu vực, trang bị 4 máy thở chức năng cao, 16 máy thở cho 8 huyện, thị xã, cấp 20.000 viên Monopiravir, 200 túi thuốc an sinh cho các huyện để điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước tình hình số lượng các ca mắc COVID-19 tăng nhanh, việc điều trị F0 tại nhà gia tăng, trong khi lực lượng cán bộ y tế cơ sở mỏng, mỗi trạm y tế xã chỉ có từ 5 đến 7 người. Tỉnh Lào Cai thành lập các trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn với sự tham gia của các lực lượng y tế, quân y, tình nguyện viên. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai đang tập trung thu hút thêm các doanh nghiệp đến đầu tư vào những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng lợi thế. Giải pháp mang tính căn cơ này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động và góp phần quan trọng để tăng trưởng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Năm 2021, huyện Bảo Thắng là địa phương đầu tiên trong tỉnh về đích chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, với số thu đạt 275,3 tỷ đồng. Để duy trì kết quả đó, ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2022, Chi cục thuế huyện đã tập trung các giải pháp, nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó để sản xuất kinh doanh ổn định, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Thu ngoài quốc doanh là một nhiệm vụ trọng tâm cũng như là thể hiện cái sự phản ánh cái sức khỏe cũng như là cái sự sản xuất của kinh doanh trên địa bàn. Đây là một trong những cái mà chúng tôi đã phân tích ngay từ đầu và có những cái giải pháp đó cụ thể, trong đó đặc biệt là công tác quản lý nợ, một trong những nhiệm vụ để tăng thu ngân sách cho nhà nước. Hơn một năm qua, Lào Cai đã nỗ lực phối hợp với các bộ ngành trung ương tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu sản xuất cho một số dự án có đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Cùng với đó, trong năm 2022 này sẽ tiếp tục có thêm hàng loạt dự án mới được khởi công và đi vào hoạt động, tạo thêm việc làm cũng như giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách địa phương. Một số các cái dự án chuẩn bị từ trước thì đã năm 2022 sẽ đưa vào khởi công và bước vào coi như sản xuất. Thế và cái thứ ba nữa là cái giá cả hàng hóa liên quan đến một số các lĩnh vực liên quan đến giá đồng, giá thép và một số cái giá cả thì cũng đã có những cái tín hiệu tăng trưởng. Đấy là những cái tín hiệu tích cực năm 2022, có những cái mà để mà chúng ta sẽ vượt đà được để có cái thu ngân sách. Với vai trò cửa ngõ trong giao thương hội nhập kinh tế quốc tế, tiềm năng thu hút đầu tư vào những lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp gia công, may mặc và phát triển logistics tại các khu cụm công nghiệp trong tỉnh rất lớn, tạo thêm dư địa để tăng nguồn thu cho ngân sách. Cái lợi thế của chúng ta khi chúng ta là cầu nối của vùng Tây Nam Trung Quốc, chúng ta có một cái lợi thế vô cùng lớn, đấy là chúng ta có một khu kinh tế cửa khẩu. Thế như vậy cơ hội chúng ta rất lớn. Vấn đề là phải chuyển đổi sớm, phải chuyển đổi ngay. Một là đất đai phải có sẵn, thứ hai là thủ tục hành chính phải nhanh, thì doanh nghiệp người ta mới lên. Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà là mục tiêu, là lời cam kết của Lào Cai gửi đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhiều chương trình kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế xã hội đã và đang tạo điều kiện để vùng đất địa đầu trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2021, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cùng các tổ chức xã hội, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, trong năm qua, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch về dân số kế hoạch hóa gia đình của Lào Cai đều đạt và vượt trên 100% kế hoạch, như mức sinh của toàn tỉnh tiếp tục giảm so với năm 2020. Số bà mẹ được sàng lọc trước sinh là trên 4.220 người. Gần 5.880 trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh. Số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại trong năm là trên 47.000 người. Trên 35.000 người cao tuổi được quản lý, khám sức khỏe định kỳ. Triển khai tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn
cho trên 12.850 thanh niên, vị thanh niên. Trên 750 trường hợp được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh. Năm 2020, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh sẽ tiếp tục được quan tâm thực hiện theo hướng đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc chuyển hướng chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Lào Cai đặt mục tiêu hết năm 2022, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất canh tác đạt 88 triệu đồng, tăng 5% so với năm 2021. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, trong đó cấp mã vùng cho toàn bộ diện tích chuối xuất khẩu, rà soát các ngành hàng, chè, quế, dược liệu, lợn đen, chuẩn bị các điều kiện cấp mã khi có yêu cầu của nước nhập khẩu. Cùng với đó sẽ chuyển đổi gần 1.600 ha đất trồng cây kém hiệu quả sang các cây trồng chủ lực, cây trồng tiềm năng kết hợp với phát triển chuỗi hàng hóa như hoa, rau trái vụ, gạo sén cù. Phát triển các ngành hàng chủ lực gắn với chế biến để đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng sản xuất nông nghiệp an sinh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu lấy người dân là trung tâm, Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất thành phố Lào Cai đã tập trung cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Cơ bản, các giao dịch hành chính đều được giải quyết ngay trong ngày, hạn chế việc công dân phải đi lại nhiều lần. 80 bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất cắt giảm 30% thời gian thực hiện trong năm 2021, làm lợi cho cơ quan nhà nước trên 90 triệu đồng. Quan trọng hơn, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức công dân đều được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn. Tôi cũng hay đến đây để xin dấu ở thủ tục xã Thống Nhất. Và tôi thấy là các chị trong xã mình làm việc rất là tốt. Thủ tục làm cho người dân thì cũng nhanh và thuận lợi. Để đảm bảo các thủ tục hành chính của người dân được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi nhất, Ủy ban Nhân dân xã đã lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ công chức trực tại bộ phận một cửa có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời đối với những nội dung nhân dân chưa hiểu rõ. Để lên tiến độ với người dân thì mình đến đây mình sẽ hướng dẫn người dân. Khi có các thủ tục nào mà có thể là vẫn theo bộ thủ tục hành chính thì vẫn có giới hẹn. Mà cảm thấy là mình có thể làm luôn cho người dân thì mình sẽ trả cho người dân. Thường thường là bọn em thường trả trước hạn. Nhưng cái mỗi cái thủ tục về cấp liên thông thủ tục hành chính về cái cấp thẻ bảo hiểm với nhập khẩu thì cái đấy thì bọn em phải viết phiếu hẹn và gửi phiếu hẹn cho nhân dân. Sau khi là có thẻ bảo hiểm và có nhập khẩu thì họ sẽ trả về bộ phận một cửa thì bọn em sẽ gọi điện trực tiếp cho nhân dân lên lấy. Với phương châm lấy người dân là trung tâm và là đối tượng phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất luôn linh hoạt, tạo thuận tiện nhất cho tổ chức công dân khi có giao dịch hành chính. Năm qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp nhận trên 5.600 hồ sơ các loại, thời gian giải quyết theo đúng quy định, không có hồ sơ quá hạn. Đối với các đồng chí công chức làm việc ở bộ phận một cửa sẽ không kiêm nhiệm thêm bất cứ những cái việc gì khác và chuyên tâm vào những cái việc phục vụ cho người dân để thực hiện cái cải cách hành chính. Tăng cường cải cách hành chính theo hướng đơn giản, tiện lợi, người dân ngày càng tin tưởng vào chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền. Mục tiêu xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ tại xã Thống Nhất thành phố Lào Cai vì thế cũng ngày càng hiện thực hơn. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Việt Nam đạt 5,5%. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể rút quân khỏi Kazakhstan. Tiếp theo chương trình là những thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tương đối ổn định, hiện nay giá một số loại nông sản trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng nhẹ. Tại các chợ trên địa bàn thành phố Lào Cai, su hào được bán với giá từ 20 đến 21.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng một kg. Bắp cải có giá 18.000 đồng một kg, cà chua có giá 40.000 đồng một kg, tăng 15.000 đồng một kg. Cải thảo có giá 30.000 đồng một kg, tăng 10.000 đồng một kg. Theo các tiểu thương, giá các loại rau xanh có xu hướng tăng là vì do lượng hàng được các hộ sản xuất cung ứng ra thị trường giảm đi. Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống giá cũng đang có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, thịt lợn mông sấn có giá 85.000 đồng một kg, tăng 2.000 đồng một kg. Thịt ba chỉ rút xương, xương sườn có giá 110.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, thịt bò bắp có giá 280.000 đồng một kg, giảm 10.000 đồng một kg. Theo nhiều nhà vườn trồng hoa quả trên địa bàn tỉnh, những ngày này giá sản phẩm được các thương lái và nhân dân thu mua tại vườn tăng nhẹ.
Cụ thể, cam canh có giá từ 40.000 đồng đến 45.000 đồng 1 kg, tăng 10.000 đồng 1 kg. Cam Vinh và cam V2 có giá từ 25 đến 35.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng 1 kg. Bưởi diễn có giá từ 20 đến 25.000 đồng trên quả. Nguyên nhân giá các loại quả trên địa bàn tỉnh nhích lên là do thời điểm này, nhiều vườn đã bước vào cuối vụ, lượng quả cung ứng ra thị trường không còn được dồi dào. Nhiều nhà vườn đang giữ quả phục vụ nhu cầu của thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Thời điểm này, giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn so với giá vàng thế giới. Dù vậy, sức mua vàng dịp cuối năm vẫn không giảm. Dù giá vàng hiện nay đã tăng khoảng 500.000 đồng một chỉ so với cùng kỳ năm trước, nhưng thị trường vàng vẫn rất sôi động. Năm ngoái thì giá vàng chỉ tầm khoảng 5 triệu 6 đến 5 triệu 7, còn năm nay thì như giá vàng SJC đã tăng lên đến hơn 6 triệu, tầm 6 triệu 1, 6 triệu 2. Cái thời điểm cuối năm này thì sức mua của người dân tăng lên khá là nhiều. So với thời điểm giữa năm thì cái mùa trũng ấy có cái thì đã tăng lên tầm khoảng 70 đến 80%, còn so với đầu năm cùng kỳ thì bên mình cũng đang tăng tầm khoảng 10 đến 20%. Vàng luôn là công cụ đầu tư và lưu trữ an toàn, sử dụng trong một số giao dịch kinh tế, dùng làm trang sức. Vì vậy, cho dù liên tục tăng giá, nhưng niềm tin của người dân vào kênh đầu tư truyền thống này vẫn lớn. Thực ra mà nói thì năm nay giá vàng cũng lên rất là cao, nhưng mà tôi thì ở dưới cũng là ở trong nông thôn thôi thì cũng sản xuất rồi chăn nuôi thì cũng tích trữ được một chút tiền thì cũng muốn là mua vàng, thứ nhất là để mình cũng đeo để trang sức làm đẹp, thứ hai là cũng là để tích trữ tiền cho lúc khi khó khăn thì ốm đau thì mình có chút vốn để trang trải. Thực ra thì cuối năm mình cũng có một khoản tiết kiệm trong cả năm ấy, thì cũng muốn là mua sắm một ít vàng để làm trang sức và để đeo diện Tết, với cả là để tích lũy cất đi làm của để dành. Đúng thế, vàng thì vẫn là một cái kênh đầu tư truyền thống, nó ít rủi ro và ít chịu biến động của thời cuộc. Dự báo sau Tết Nguyên đán, nhất là ngày Thần Tài, nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao đột biến thì giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng. Tại Lào Cai, diện tích rừng gỗ lớn đang phát triển rất mạnh, mở ra một hướng mới để phát triển kinh tế lâm nghiệp một cách bền vững. Trên diện tích 2 hectare đất đồi dốc, gia đình ông Nguyễn Viết Hợp đã trồng rừng sản xuất từ những năm 1997, với loại cây trồng chính là mỡ. Theo chu kỳ khai thác 8 đến 9 năm một lứa như trước đây, thì chỉ vài năm nữa, lứa mỡ tái sinh thứ 3 có thể thu hoạch. Vậy nhưng, dự kiến lứa mỡ này sẽ kéo dài hơn bởi theo hoạch toán, nếu sau khi trồng 15 đến 20 năm mới thu hoạch, thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn nhiều. Xu thế hiện nay thì có một số hộ gia đình thì kinh tế người ta cũng đã bắt đầu là ổn. Cho nên là những hộ gia đình người ta trồng cây mỡ ấy, thì người ta cũng đang tỉa thưa và để cây to, để sinh khối lớn, để cho nó có giá trị, để sau này người ta bán, để đưa vào những cái loại hàng nó chuẩn hơn để bán. Thế còn một xu hướng nữa là bây giờ người ta đã những cái đồi người ta có thể cải tạo được, là người ta khai thác mỡ đi và sẽ cải tạo lại đất và đào thành đường băng ấy, để cho nó phá bớt những cái gốc mỡ đi và rồi người ta trồng quế vào. Theo cơ quan chức năng, kéo dài thời gian khai thác rừng gỗ lớn đang là xu thế chủ đạo hiện nay tại Lào Cai vì lợi ích kinh tế mang lại. Trên địa bàn thành phố Lào Cai thì có tổng diện tích là 14.000 ha, thì trong đó thì có diện tích rừng sản xuất là chiếm trên 7.000. Thì trong trên 7.000 đấy thì chủ yếu là rừng trồng. Thì cái rừng trồng trên địa bàn thành phố Lào Cai ấy, thì đối với lại vùng thấp ấy, thì những cái loài cây là phát triển nhanh như cây mỡ, cây quế thì nhân dân rất là chú trọng và người ta tự giác bỏ vốn là tự trồng. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 95.000 ha rừng trồng, diện tích rừng sản xuất khoảng 65.000 ha. Toàn bộ diện tích rừng trồng đều là gỗ lớn. Cái rừng gỗ lớn này, ở đây là bao gồm cả cái rừng gỗ quế. Cái quế là chúng ta khai thác trên 15 tuổi. Đấy, chẳng qua thì trong những thời gian vừa qua là chúng ta lấy bằng cái giải pháp là lấy ngắn nuôi dài. Thì chúng ta khai thác những cái cành, cành lá, những cái cây tỉa dần đi thì để sau này là chúng ta có cái rừng gỗ quế nó có 15-25 tuổi và đường kính từ trên 20cm trở lên thì chúng ta bắt đầu khai thác. Để nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, phát triển rừng bền vững, Lào Cai đã đẩy mạnh nghiên cứu đưa các loại giống cây lấy gỗ có giá trị cao vào sản xuất như xoan đào, lát hoa, sồi phảng, pơ mu, đồng thời phát triển lâm sản phụ
như cây bồ đề lấy nhựa, trầu lấy quả, chè san cổ thụ, giúp người dân có thu nhập trong thời gian chờ khai thác các loại gỗ chính. Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 đã ban hành nghị quyết số 32, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của nghị quyết số 06/2019, quy định về việc sử dụng ngân sách địa phương, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025. Theo đó, đối tượng vay vốn gồm các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên vay để phát triển sản xuất. Nguồn vốn mức ủy thác hàng năm sẽ được Ngân hàng tỉnh cân đối ít nhất 1 tỷ đồng một xã một năm. Mức cho vay, lãi suất và quy trình thủ tục cho vay vốn theo quy định hiện hành của Chính phủ và của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời hạn vay vốn tối đa là 60 tháng, tương đương 5 năm. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 32, Lào Cai có 37 xã, tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên được áp dụng theo nghị quyết này. Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo đánh giá triển vọng phục hồi tích cực của kinh tế Việt Nam trong năm nay và đưa ra dự báo mức tăng trưởng có khả năng đạt 5,5%. Theo Ngân hàng Thế giới, mức tăng trưởng dự báo cho năm 2022 dựa trên những giả định. Đại dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát trong và ngoài nước. Báo cáo nhận định khu vực dịch vụ của Việt Nam sẽ dần phục hồi khi người tiêu dùng và nhà đầu tư lấy lại niềm tin. Trong khi lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được hưởng lợi nhờ nhu cầu ổn định từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc, thâm hụt ngân sách và nợ công được kỳ vọng sẽ vẫn bền vững, với tỷ lệ nợ trên GDP dự kiến là 58,8%, thấp hơn nhiều so với mức trần theo quy định. Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra một số rủi ro cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, đó là việc tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường với sự xuất hiện các biến chủng mới. Hệ quả xã hội vẫn còn rất nặng nề, và điều này sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2022. Rủi ro trong khu vực tài chính vẫn rất cao với tỷ lệ nợ xấu gia tăng. Trên cơ sở Chính phủ đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ, chở khách bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, hãng hàng không Bamboo Airways cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, nguồn lực để khai thác loạt đường bay quốc tế đến các thị trường khách trọng điểm của Việt Nam. Cụ thể, từ tháng 1, Bamboo Airways sẽ khai thác các đường bay thường lệ tới Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiếp đó, hãng cũng sẽ khai thác các đường bay tới Singapore, Australia và Đức. Đường bay thường lệ tới Vương quốc Anh. Bamboo Airways cũng đang hoàn thiện công tác chuẩn bị để mở rộng các đường bay thường lệ đến Lào, Thái Lan, Campuchia, với một chuyến khứ hồi mỗi tuần, đặc biệt là Mỹ. Bamboo Airways dự kiến mở rộng quy mô mạng bay quốc tế lên 40 đường bay trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, gần đến Tết, thị trường đồ trang trí nhà cửa lại bắt đầu sôi động. Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho không khí trầm lắng hơn mọi năm, nhưng nhiều sản phẩm độc lạ vẫn kịp ra lò để kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân. Lấy cảm hứng từ linh vật của năm là hổ, loài vật biểu trưng cho sức mạnh dũng mãnh, sự tinh anh oai hùng, nhiều sản phẩm trang trí nhà cửa đã ra đời. Trong đó có bộ linh vật sứ. Nhờ đường nét tinh xảo, sống động chân thực và sự tài hoa của người nghệ nhân đã thổi hồn vào tượng sứ, khiến nó trở nên gần gũi, dễ nhìn, dễ cảm. Qua đó cũng thể hiện được khát vọng, mong ước của mỗi người gửi gắm trong năm mới. Ngoài cái con hổ khát vọng ra thì có một cái con hổ khác là nó điềm nhiên tự tại với một cái dáng vẻ là tĩnh tọa ở đó để mà ngồi thiền, thì con hổ này mang cái tên là An Nhiên, là để chúc cho mọi người là bình tĩnh, là mình dù khó cách mấy thì trong cái khó nó cũng có thể nó ló được cái khôn, và mình sẽ hướng tới cái cơ mai, cơ hội trong tương lai nó sẽ tốt đẹp. Thị trường đồ trang trí Tết khởi động khá dày dặn, nhưng không vì thế mà kém sôi động. Cùng với những bộ sưu tập độc đáo thì nhiều sản phẩm nội thất, đồ trang trí, cây cảnh cũng bắt đầu hút khách. Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến sức mua có giảm sút, nhưng các đơn vị vẫn đầu tư tăng khuyến mãi, kỳ vọng vào những ngày cuối năm. Cái nhu cầu mua sắm chung vui Tết của người dân sau mùa Covid này thì có một số thay đổi. Cuối năm thì cái mức độ mua sắm của người dân tăng lên rất là nhiều, đặc biệt những cái sản phẩm gốm sứ, thủ công mỹ nghệ. Dù dịch bệnh còn phức tạp, nhưng Tết đến xuân về vẫn mở ra hy vọng vào những điều mới mẻ sẽ đến. Trang trí nhà cửa, xua tan không khí u ám, đón sinh khí mới chính là cách để mỗi người vượt qua bóng đen của dịch bệnh, hướng đến cuộc sống mới bình an, bớt lo âu.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13 tháng 1 cho biết Moscow sẽ không thảo luận về những yêu cầu không thể chấp nhận được của Mỹ liên quan đến việc Nga bố trí quân sự trên lãnh thổ của mình. Ngoại trưởng Lavrov cho biết cơ hội tiếp tục đàm phán sẽ phụ thuộc vào phản ứng của phương Tây đối với các đề xuất của Moscow. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định việc Mỹ và các đồng minh NATO không sẵn sàng đáp ứng các đề xuất quan trọng của Nga về đảm bảo an ninh đã khiến đàm phán đi vào ngõ cụt. Ông cho rằng không có lý do gì để tổ chức một vòng đàm phán mới về đảm bảo an ninh trong tương lai gần, song khẳng định đối thoại vẫn được tiếp tục trên các mặt trận khác nhau. Liên quan đến tình hình tại Kazakhstan, khoảng 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu đã bắt đầu rút quân khỏi quốc gia Trung Á. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO do Nga dẫn đầu đang chuẩn bị thu dọn và vận chuyển trang thiết bị lên máy bay vận tải quân sự để rời Kazakhstan. Quyết định rút quân được đưa ra sau khi Tổng thống Kazakhstan hôm 11 tháng 1 thông báo CSTO đã hoàn tất thành công nhiệm vụ và sẽ rút quân trong 2 ngày. Theo Tổng thống Kazakhstan, thời gian tối đa để lực lượng này hoàn tất rút quân khỏi quốc gia Trung Á này là 10 ngày. Làn sóng biểu tình đã nổ ra ở Kazakhstan trong những ngày đầu năm 2022 để phản đối việc tăng giá nhiên liệu. Bất ổn an ninh khiến Kazakhstan phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều tỉnh thành lớn và đề nghị CSTO cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến hỗ trợ. Tây Ban Nha cho biết sẽ ấn định mức giá trần bộ xét nghiệm nhanh và triển khai chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên. Quyết định được đưa ra hôm ngày 13 tháng 1 khi các số liệu cho thấy tình hình lây lan biến thể Omicron tại Tây Ban Nha bắt đầu giảm bớt. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, từ ngày 15 tháng 1, các xét nghiệm kháng nguyên vốn chỉ được bán tại các hiệu thuốc và không bán tại siêu thị sẽ được bán với giá tối đa 2,94 euro, tương đương với 3,37 đô la Mỹ, gần hơn với mức giá bán tại nhiều nước châu Âu khác. Một thông tin khác là thời gian giữa mũi tiêm cuối cùng với mũi tăng cường sẽ được rút ngắn từ 6 tháng xuống 5 tháng. Ngày 13 tháng 1, Hàn Quốc thông báo đã tiếp nhận 21.000 liệu trình thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid dạng uống đầu tiên của hãng dược Pfizer. Chế phẩm này sẽ được dùng để điều trị cho bệnh nhân trên 65 tuổi ở thể nhẹ. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, với số lượng ban đầu, ước tính hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 sẽ được sử dụng thuốc điều trị hàng ngày. Bên cạnh đó, thuốc kháng virus này hiện cũng cho thấy có hiệu quả trước biến thể Omicron. Đến thời điểm hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đã ký hợp đồng đặt mua hơn 1 triệu liệu trình thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer và cả một hãng dược phẩm nội địa. Do việc cung cấp ban đầu hạn chế, nên Hàn Quốc đã quyết định cấp phát cho những đối tượng thuộc diện ưu tiên đặc biệt, gồm người từ 65 tuổi trở lên và người suy giảm hệ miễn dịch đang điều trị tại nhà hoặc tại trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ. Mặc dù năm 2021, du lịch Hà Nội cũng như các tỉnh thành trong cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng nhiều tổ chức, cơ quan báo chí du lịch quốc tế vẫn đánh giá xếp hạng Hà Nội đứng trong nhóm những thành phố điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Trang web Trip Advisor xếp hạng thành phố Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất châu Á và đứng thứ 6 trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới. Còn trang du lịch trực tuyến Worldpackers của Mỹ giới thiệu, thủ đô Hà Nội là một trong 10 thành phố có mức chi rẻ nhất thế giới dành cho người nước ngoài. Trong khi tạp chí Time Mỹ bình chọn, thủ đô Hà Nội là một trong 3 điểm đến của Việt Nam vào top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới. 3 điểm đến gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Kiên Giang. Vừa qua, chính phủ Argentina đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ đất nước cho đến hết năm nay nhằm tìm cách áp dụng các biện pháp phòng chống cháy rừng trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Theo Bộ Môi trường Argentina, biện pháp này được ban hành như giải pháp nhằm giảm bớt tác động của khí hậu khắc nghiệt trong những ngày gần đây, trong đó có những ngày ghi nhận nhiệt độ lên tới hơn 42 độ C ở một số địa phương, gây hỏa hoạn và nguy cơ cháy rừng cao, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường và hệ sinh thái, cũng như sức khỏe và cuộc sống của người dân. Bộ Môi trường Argentina khuyến nghị người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh các nguồn gây hỏa hoạn. Trong năm 2020, hàng chục nghìn hecta rừng bị thiêu rụi trong các đợt cháy rừng ở Argentina, hầu hết là do con người gây ra. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được khép lại.
Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Lan tỏa những tấm gương nơi tuyến đầu chống dịch. Lào Cai phát triển du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu mới của du khách. Nông dân Sapa phát huy kinh nghiệm phòng chống rét cho gia súc.